he hàng về hàng về, tha hồ inbox bà con ơi. Em ơi, anh shipper lại quăng gói hàng của em trước cửa nữa nè. Mua chi mà lắm đó, ngày chạy lên chạy xuống lấy hàng không biết bao nhiêu lần. Dạ em mua đồ dùng bếp thôi nè chị, có cái vá bóp lọc dầu dễ thương chưa nè, rồi cái mũ làm thịt viên xinh bá cháy luôn, sửng hấp đa năng nữa nè chị, dễ thương kinh khủng. Trời ơi, mấy thứ này cần chi mua em, dùng đồ có sẵn cũng được mà. Ví dụ cái vá thường ngày mình dùng để múc canh cũng có thể dùng để gạn dầu nè. Em làm lạnh vá và cho vào một viên đá, sau đó dùng phần đáy hớt quanh lớp vắng dầu. Ta-da! Làm thịt viên cực dễ bằng cách dùng tay nắn thịt rồi sử dụng muỗng như thế này nè. Dùng rổ kim loại thay sửng hấp quá là ngon lành luôn. Ôi, hồi đó mà chị chỉ sớm là em đỡ tốn tiền mua mấy thứ này rồi. Nói chơi thôi chứ mấy đồ em mua nhìn đã thiệt á. Mua shop mua đó, chị với. Muốn xỉu với chị luôn á.